Hai Nhi ơi, cô Hai Nhi, cô có nhà không hả cô Hai Nhi? Có. Qua đây trả tiền đúng không? Đúng vậy. Trả nhiêu? Trả hết. Hồ giàu cho ta, trả hết luôn hả? Trả cho em gái nó mượn tiền nhiều quá, tôi hôm nay tôi trả hết. Thôi, trả hết hả? Trời, trả nhiêu vậy? Trả cô khoảng 2.500 đô. Bây giờ á, tiền lãi nó lại tăng lên nữa rồi, cho nên là thành 100 triệu. Cái gì? 100 triệu. 100 triệu. Ừ. Chị gì em? Ở ngoài kia hả, đang sale 50%, rồi bây giờ chị cho em mượn thêm 10 triệu nữa nha. Ôi, sale 50% hả? 10 triệu mua gì đủ em? 50 triệu mua thoải mái em. Chị cho em mượn 50 triệu luôn đó. Dạ dạ. Ai hồ mua em. Dạ rồi, đi đi. Rồi, cảm ơn chị nha. Ủa bởi vậy? Anh phóng khoáng. Anh đi đâu đây? Anh qua đây, anh qua gặp chị Hai Nhi để trả tiền cho em. Mà bây giờ em qua đây làm gì, gặp cô Hai Nhi làm gì? Dạ em mượn tiền nữa hả? Hả? Em mượn tiền cô Nhi thêm tiền chứ em làm cái gì? Em đi mua sắm hoài, em thiếu nợ, em mượn hoài. Vậy là sao anh trả cho em biết bao giờ mới hết hả? Bây giờ anh phải trả cho người ta, trả liền. Con nhỏ này nó ghê lắm. Mượn một cái là sang tay, một cái là nó ăn lời, trả liền đi. Trời nè, đất, nó cô Nhi, đó, coi như số tiền em gái mới vừa mượn coi như là không có mượn, giống như trả liền luôn đó, khỏi lấy tiền lời được không? Ừ, bây giờ trả số nợ được đúng không? Nhưng mà vẫn chưa đủ đâu, để tính nợ cho nghe nè. Tính sao? Hồi nãy mới cầm 50 triệu đúng không? Là 50 triệu. Rồi tiền lãi hồi nãy mới vừa cầm 5 phút nữa là 20 triệu, nữa là 70 triệu. Rồi tính luôn 100 triệu chưa trả là 170 triệu. Đó, tính đi, đó, trả nợ đi nha. 170 triệu. 70 triệu. Ừ, chúc mừng hai anh em. Mày phá lắm. 170 triệu. Không có thì biết làm sao đây? Thì bán thân đi trời. Cái gì? Bán thân. Anh em nghĩ rồi á, mình bán đi anh, bán là lợi đó. Anh cưới bà xong cái anh về nhà này thì nhà này là của anh, tiền của bà hả là tiền của mình, đi shopping đá luôn. Vậy là chủ hộ khẩu nhà này là anh sao? Anh ơi, em mới đi đòi nợ về rồi mà người ta chưa có trả tiền nữa. Ngồi xuống đàng hoàng. Đi đòi nợ ai? Dạ, em đi đòi nợ bà Năm á. Đòi nợ bà Năm trả chưa? Dạ bà Năm bà hẹn tuần sau mới trả. Em gái em nghĩ sao, nhớ hồi xưa sửa từ xưa không? Anh á, em mượn là 50 triệu hả, anh đòi khất 2 ngày nó không cho. Mà bây giờ bà Năm khất 1 tuần luôn nó cũng cho là sao hả? Không phải, tại vì bà Năm á, bà thiếu có 10 ngàn à, tính lãi ra có 50 triệu rồi, còn anh á hả? Thiếu tới 100 triệu luôn, 170 triệu luôn. Nha, là phụ nữ trong gia đình ha, nha. Là phải nội trợ đồ này nọ. Quét nhà rửa chén nó cơm giặt đồ xong chưa? Em lau nhà rửa chén giặt đồ xong hết rồi, em quay đồ luôn á. Em mới chùi rửa bàn ghế xong đi đòi anh kia, đi đòi nọ, em đòi luôn cho anh rồi. Thôi muốn làm gì làm đi, lẹ lên. Dạ, làm đi lẹ chơi lên. Nha. Đừng im, đi chơi. Ân. Dạ. Em gái bé bỏng dễ thương xinh xắn của anh ơi, đi vô lấy ra cho anh. Đây là đậu đỏ. Đậu đỏ. Còn đây là đậu xanh. Lựa làm sao cho thóc ra thóc, gạo ra gạo, rồi em mới được đi chảy hội, nghe chưa? Anh sẽ quyết định vô ngôi nhà này sẽ làm trụ cột một người đàn ông của ngôi nhà này. Cô Nhi ơi, tôi đồng ý. Ok. Dọn nhà xong chưa? Cô Nhi ơi. Trời đất ơi, bạn trai tôi sắp tới rồi. Mà bây giờ lau nhà lau chưa xong? Nghe lời con em gái, tưởng vô nhà này làm chủ, có đứng tên hộ khẩu, mà bây giờ nó bắt rửa chén nấu cơm giặt đồ, làm đủ thứ chuyện như một con ô xin gì. Rửa chén nấu cơm giặt đồ chưa? Dạ chưa, đâu thì có rồi, đâu thì giặt đồ rồi mà chưa có phơi thôi mà. Trời đất ơi. Ăn cái gì mày pha tao, mày bắt tao làm nô lệ. Bây giờ em tới em chuộc anh nè. Mày chuộc tao? Đúng rồi, em chuộc anh về. Mày làm gì có tiền mà chuộc tao? Giỏ của em, bây giờ em đem giỏ của em tặng cho bả rồi em chuộc anh về. Giỏ gì? Ừ, cũng đẹp ha. Giỏ anh đẹp quá. Ừ, màu mè quá, lá hẹ quá. Lấy đi cô Nhi. Ừ, nhưng rồi. Mà không lấy đâu. Sao? Ủa? Không lấy cô Nhi?
thì màu cũng đẹp, cũng sặc sỡ, cũng lấp lánh giữa nhìn đó. Nhưng mà cái này khó phối đồ lắm, không phối đồ được. Trời đất ơi, chị đừng có lo. Bây giờ hả, em cho chị mấy cái túi này xong rồi hả, em còn chỉ chị cách phối đồ sao cho đẹp nữa, đừng có lo. Giờ tặng mấy túi này rồi chị với cách phối đồ. Em mà Nhi ơi, cô Nhi ơi, nếu như mà phối đồ làm mấy cái giỏ này hợp với cái gu thời trang của cô á thì coi như là xóa nợ cho tôi được không? Ok cưng. Vậy tôi đi với. Ừ, đi chung nè, lau nhà đi. Trời đất ơi, ân ơi lẹ lên nha ân ơi. Để phối được những cái món túi xách màu sắc như vậy thì tốt nhất là nên chọn những bộ trang phục có màu sắc tương ứng với lại những chiếc túi xách. Ví dụ như là chị có chiếc đầm màu mè rất là dễ thương như thế này, có nhiều hình như thế này và chủ đạo làm nền trắng, hình màu hồng. Em nghĩ là phù hợp với lại chiếc túi xách này, cũng có màu sắc là màu hồng, màu trắng. Ngoài đầm thì mình cũng có thể kết hợp với quần và áo thun đơn giản thôi. Là ở đây em chọn cho chị một chiếc quần sọt có họa tiết nanh chó cùng với lại áo thun màu vàng nổi bật. Và trên áo thun này thì có hình họa tiết màu đỏ. Thì em sẽ lựa chọn một chiếc túi xách có màu đỏ, năng động hơn, dễ hoạt động hơn, dễ di chuyển hơn, trở thành một cô gái hiện đại hơn. Kể từ giây phút này ta đã được tự do rồi. Giặt đồ, lau nhà, quét nhà, rửa chén chưa? Vô nghĩ sao giờ này còn quét nhà, rửa chén, nấu cơm, giặt đồ vậy? Ủa là sao? Trời đất ơi, y như là cái hẹn ước như hồi nãy là cô nói chuyện với em gái của tôi đó, coi như là xóa nợ xong rồi. Ừ, cái chuyện hồi nãy, cái chuyện mà xóa nợ là xong. Đúng rồi đó, dẹp con bên. Nhưng mà còn một chuyện nữa nè. Chuyện gì? Chị giờ cho em mượn thêm 20 triệu đi nha. Xem 50% nữa rồi. Ừ, hồi nãy em mới mượn chị 30 triệu nữa, bây giờ xem 50% nữa, mượn luôn 100 triệu đi em. Đi ra 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 em đi. Em gái. Đi. Dạ. Như vậy là em. Xong chưa? Xong rồi. Ha 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 chưa. Mắc diễn dữ mệt quá.